Chào các bạn, cảm ơn các bạn đã đến với kênh giải trí Bavo TV Online. Hôm nay, cô bé Masa và chú gấu đáng yêu đã phiêu lưu đến một nông trại thật đẹp. Và ở đây, họ đã nghĩ ra một trò chơi rất lý thú và hấp dẫn, nhưng cũng đầy thử thách là truy tìm vật thể trong nông trại. Theo đó, họ phải tìm ra 9 vật thể cần thiết trong thời gian là 1 phút. Các bạn cùng mình tham gia và giúp họ tìm được trong thời gian cho phép nhé. Tất cả các vật thể cần thiết đã được tìm thấy rồi các bạn ơi. Trò chơi của chúng ta đến đây cũng đã kết thúc. Hy vọng sắp tới các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ kênh của chúng tôi, đăng ký để đón theo dõi thường xuyên hơn nhé. Kênh giải trí Bavo TV Online trân trọng cảm ơn các bạn.